giới thiệu với các bạn, đây là quán Mê Khai. Khi anh em ở trên thôn Phúc Đông, anh em về nhậu ngày lễ Quốc khánh 29, đầu khi đã quay những cái hình ảnh của quán Mê ra về, và với một người rất là tuyệt vời, tình cảm tuyệt vời, Mê đã biểu hai con tôm hùm đất sống đây, không có Mê đó là bị phiệt đây, tất cả mọi người đây, đây là tình cảm của quán nghe. Rồi đây là tất cả anh em về với quán Mê Khai ở Nhân Trạch. Rồi đúng rồi, đây tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Rồi cảm ơn Mê. À, con về thầy nói về vợ. Rồi tuyên đạt lại ý kiến của Mê được đấy nhá. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay ngày lễ mùng 2 tháng 9 năm 2020, Đức Tuân cùng với nhóm bạn đã có mặt tại quán hải sản Mê Khai. Sở hữu thế mạnh nổi bật về nguồn hải sản tươi sống phong phú, quán hải sản Mê Khai ở thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tự hào mang đến cho quý khách rất nhiều món ăn ngon và hấp dẫn, với đủ chủng loại từ cao cấp đến phổ thông như tôm hùm, cá mú, ốc gai, sò hương, hàu, tôm sú, vân vân, cùng đa dạng cách chế biến độc đáo, sáng tạo. Đến với quán hải sản Mê Khai, bạn nhất định không nên bỏ qua một trong các số món ăn sau: hàu nướng, tôm sú, tôm bạc, ốc bánh hấp, sò điệp xào nấm đông cô, gọi các loại, ốc gai, hấp, xào cháy tỏi hoặc làm nộm, sò dương, nướng mỡ hành, hấp sả, tôm hùm, nướng phô mai, hấp, rang muối, và đặc biệt là các loại cá. Quán Mê Khai cung cấp đa dạng và phong phú các món ăn đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Thế mạnh của quán Mê Khai là những món ăn được chế biến từ nguyên liệu hải sản tươi sống mà người dân vừa mới đánh bắt về, được chế biến với bàn tay tài hoa của đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm. Quý khách sẽ được thưởng thức những món ăn đầy đủ sắc, hương, vị và mang tính đặc trưng. Đến với quán hải sản Mê Khai, bên cạnh việc trải nghiệm món ăn ngon, quý khách được tận hưởng những phút giây thư giãn bên bờ biển Nhân Trạch trong xanh đầy thơ mộng, đón nhận những làn gió mát từ biển thổi vào, làm cho con người chúng ta sảng khoái, lấy lại tinh thần sau một ngày lao động mệt mỏi. Một lần nữa, xin mời quý khách hãy đến với quán Mê Khai, chuyên hải sản tươi sống, sở hữu thực đơn món ăn đa dạng và hấp dẫn, mang đến cho quý khách nhiều trải nghiệm vị giác ấn tượng. Đến khuya em mênh mang cát bồng, nay trở lại quê sao lòng bồng ngơ ngàng. Đường về làng em thanh thang thăm nhựa, nhà nhà biệt thự anh ngỡ mình đang mơ. Nhân Trạch bầy chim anh điền lung linh, kia con phúc sinh trở tinh giữa lòng mẹ. Mai đình làng cổ riêng thơ vẫn còn đây, năm tháng rừng xây nay ngơ ngang như đô thị. Trái khơi lộng
đặc sản Quế Ninh cả mực tôm cua. Các con đi xa nay về quê xây dựng, nhân trạch quê mình đổi mới đi. Đến quê em mênh mang cát bồng, nay trở lại quê sao lộng bông ngơ ngàng. Đường về làng em thanh thang thảm nhựa, nhà nhà biệt thự anh ngỡ mình đã. Bây chứ anh đi ơn lúc linh kia con sông sinh đang thuyền mình giữa lòng mẹ, tách làng tách hộ lên ở đất miền Tây. Năm tháng rừng xây nay trở thành quê hương đẹp, mình mang cao su kêu chế bạt ngọt. Trạch nhân hồng thăm nghĩa quê hương, các con đi xa nay về quê xây dựng, nhân trạch quê mình đổi mới đi lên, nhân trạch quê mình đổi mới. Đến quê em mênh mang cát bồng, nay trở lại quê sao lộng bông ngơ ngàng. Đường về làng em thanh thang thảm nhựa, nhà nhà biệt thự anh ngỡ mình đang mơ. Nhân trạch bây chứ anh đi ơn lung linh kia con phong sinh trở tình giữa lòng mẹ, mãi đình làng cổ riêng thơ vẫn còn đây. Năm tháng rừng xây nay ngơ ngàng như đô thị, đặc sản quê mình cả mực tôm cua. Các con đi xa nay về quê xây dựng, nhân trạch quê mình đổi mới đi lên. Thank you.
ngành của quán Bề là vì với một người rất là tuyệt vời, tình cảm tuyệt vời, Bề là biểu hát của tôi cũng được sống đây không có Bề đó là cái tiếp đây tất cả mọi người đây đây là tình cảm của quán nghe đây là tất cả anh em về 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 khai nhân cách bấy chứ anh đi ơn lung linh kêu con trung sinh đang thuyền minh giữa lòng mẹ tách lang tách hộ lên ở đất miền Tây năm tháng rừng xây nay trở thành quê hương